Chào các bạn, kênh xe phong cách 24 giờ. BMW S1000AA phiên bản carbon fiber đầy tinh tế là một bản đồ ấn tượng từ dân chơi Thái Lan. Chiếc Superbike đến từ nước Đức đã được một hãng độ tại Thái Lan tân trang lại với ở ngoài thêm phần chất chơi hơn, phong cách hơn khi được nâng cấp và thay thế một số đồ chơi hàng hiệu. Cùng với đó là bộ cánh carbon fiber tinh xảo, thêm một bản đồ cực chất đẳng cấp. Cùng ngắm qua bộ ảnh cá mập BMW S1000AA dưới đây nhé. BMW S1000AA độ ấn tượng của biker Thái. Ngoại hình gần như không có sự thay đổi khác biệt so với một số chi tiết trên xe. Về mặt tiền, chiếc xế được độ lại với bộ kính chắn gió Magical Racing thể thao. Dàn tay phanh trên chiếc xế cũng được thay thế bằng cặp tay phanh CRR Folding hàng hiệu cực chất. Trợ lực Ohlins cứng cáp cùng với đó đem lại cảm giác ổn định hơn khi chạy tốc độ cao. Về chắn bùn trước cũng được ốp carbon fiber tinh tế. Ngoài nhiều chi tiết trên dàn áo cũng được ốp carbon fiber mang tính thẩm mỹ rất cao. Bình xăng Alpha Racing sắc sảo. Chống đổ thân xe Motor Vision. Bộ số gãy đến từ ATS Performance đầy tinh tế. Bên cạnh đó là ống bô Austin Racing đầy quy lực và mạnh mẽ. Một bản độ đầy tinh tế và ấn tượng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.